Minh Thúy xin kính chào quý vị. Khi Cuba thức, Việt Nam ngủ. Cuba đã thức, không phải thức để canh phòng cho xã hội chủ nghĩa. Trong khi Việt Nam ngủ, như ông Nguyễn Minh Triết mong đợi, nhưng thức dậy, thức tỉnh sau một giấc ngủ triền miên. Quốc hội Cuba sẽ phê chuẩn hiến pháp mới, trong đó có câu, mục tiêu của quốc gia là thực hiện một xã hội cộng sản, sẽ đội nón ra đi. Cố nhiên, không phải là một sớm một chiều Cuba trở thành một nước dân chủ, đa đảng, tam quyền phân lập. Khi đã vướng vào chính sách cộng sản, không thể một sớm một chiều khỏi bệnh. Đảng Cộng sản đã nắm quyền cai trị, nhưng không một cách công khai, đã thú nhận là chủ nghĩa cộng sản không phải là một tương lai của Cuba. Không còn ai mơ ước nữa, kể cả người thừa kế của Castro. Bà già ngồi gói xì gà Cuba không ngồi mơ ước nước Nga, như là ông già đang rỗ của đồng chí Tố Hữu nữa. Từ bỏ chế độ hay là chết? Fidel Castro đã gào lên là xã hội chủ nghĩa hay là chết? Raul biết là bám vào cái chế độ kỳ quái kia mới là đi vào đường chết. Phát ngôn viên của chính phủ Cuba nói là thế giới này đã thay đổi, xã hội đã thay đổi, kinh tế đã thay đổi, tất cả những dữ kiện đó phải phản ánh trong hiến pháp mới. Hiện trạng kinh tế Cuba mặc dầu đã mở cửa, mặc dầu đã tư hữu hóa một góc, mặc dù đã nhận được tiền của kiều bào từ Miami gửi về, tiền của du khách đổ tới, mức tăng trưởng những năm gần đây của Cuba vẫn y ạch trên dưới 1%. Miguel Díaz-Canel, chủ tịch của nhà nước Cuba tuyên bố là chính phủ Cuba phải đương đầu đáp ứng với thực tế phức tạp của thế giới trước hiện trạng kinh tế của Cuba. Nói một cách khác là phải cởi bỏ cái gông cộng sản để tìm đường sống. Díaz-Canel là chủ tịch nước và đứng đầu chính phủ Cuba từ tháng 4 năm 2018, khi Raul từ chức chỉ giữ chức tổng bí thư đảng. Người ta đã mỏi mắt trông chờ tập đoàn cầm quyền ở Việt Nam có một thái độ thông minh, sáng suốt, can đảm như vậy, trong hoàn cảnh đen tối nhất của đất nước, với một xã hội băng hoại và hiểm họa mất nước trước mắt. Nhưng họ đã làm ngược lại, họ dựng xác Lenin dậy để làm bùa hộ mệnh để tiếp tục làm ăn. Họ làm bất cứ điều gì, dù tai hại cho đất nước tới đâu, để tiếp tục hoành hành. Dự luật đặc khu, luật an ninh mạng là những thí dụ. Cả thế giới đều biết Lenin là một tên đồ tể, bên cạnh cái danh trí thức lý thuyết gia. Lenin là cha đẻ của lý thuyết, dùng kinh hoàng để thống trị, của ý niệm chuyên chế vô sản, kinh tế chỉ huy, đảng duy nhất, công an chính trị, hồng quân bám toàn quyền, Gulag, tẩy não, nông trường, cải tạo, vân vân. Cũng chính Lenin đã sáng chế ra việc lập hồ sơ để theo dõi mỗi cá nhân, coi việc dân tố cáo nhau là quốc sách. Lenin là cha đẻ của hộ khẩu, nắm dạ dày để kiểm soát tư duy. Ghê rợn hơn nữa là Lenin đã gây ra nạn đói, khiến cho hàng triệu người chết, dùng nạn đói để làm khí giới chính trị. Thay của Stalin, Mao, Pol Pot, Lenin đã dạy, một đảng Cộng sản muốn tồn tại phải có can đảm tận diệt không nương tay, từ gốc rễ, từ trứng nước, những mầm mống chống đối. Trong dịp tưởng niệm 100 năm cách mạng tháng 10, hiện tượng không đâu có, kể cả Nga, lãnh đạo Việt Nam không thiếu một ai, đã kính cẩn xếp hàng tri ân và nguyện sẽ trung thành với chủ nghĩa Cộng sản, trưng cầu dân ý. Hiến pháp Cuba mới sau khi được Quốc hội phê chuẩn sẽ đưa ra để cho dân Cuba lựa chọn trong một cuộc trưng cầu dân ý. Đó là một chuyện lạ ở một xứ mà cách đây không lâu còn coi nhân quyền là một trò bịp bợm do tư bản bịa ra để ru ngủ giai cấp vô sản. Díaz-Canel nói, mỗi công dân Cuba sẽ có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và đóng góp vào việc soạn thảo một hiến pháp phản ánh thực tại và tương lai của đất nước. Trên một phương diện kinh tế, hiến pháp mới đã nhìn nhận quyền tư hữu, nhìn nhận kinh tế thị trường ở một xứ sở mà tới nay vẫn còn thẻ hộ khẩu. Về mặt xã hội thì hiến pháp đi tới việc nhìn nhận hôn nhân giữa hai người cùng phái. Đó là một kết quả tranh đấu không ngừng nghỉ của chính cô con gái của Raul Castro, ở một xứ những người đồng tính luyến ái bị gửi đi trại cải tạo. Trẻ hóa nguồn lãnh đạo như một thay đổi quan trọng mà ít người nói tới và báo chí lề phải ở Việt Nam đã giấu nhẹm là hiến pháp mới quy định tuổi tối đa tranh cử tổng thống là 60 và tổng thống chỉ có quyền tái tranh cử một lần, một nhiệm kỳ là 5 năm.
Đó là một cuộc cách mạng để trẻ trung hóa nguồn máy lãnh đạo, đi ngược lại truyền thống cộng sản với những lãnh tụ gần đất xa trời, chăn dân như chăn cừu cho tới hơi thở cuối cùng trước khi nhường ngôi cho con cháu. Fidel Castro và Raul Castro khi rời bỏ quyền lực đã gần 90 tuổi. Díaz-Canel, một khuôn mặt của Cuba mới, 58 tuổi. Chưa hết, hiến pháp mới dự trù là Cuba sẽ có một thủ tướng để quyền hành không nằm trọn trong tay của chủ tịch nước. Hạn chế tuổi, hạn chế nhiệm kỳ và quyền hạn của lãnh tụ, Cuba không những đi ngược lại truyền thống cộng sản, nhưng đi ngược lại cả khuynh hướng độc tài đang lan tràn như dịch hạch trên thế giới. Với những nhà lãnh đạo sửa lại hiến pháp để ngồi lên ngai vàng trọn đời như ở Venezuela, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ hay là Trung Cộng. Những thay đổi đó, nếu trở thành thực sự ở Cuba, sẽ biến Cuba trở thành một lực lượng thù địch của Việt Nam vì đi ngược lại chủ trương của Tập đoàn Hà Nội. Với nỗ lực của Bắc Hàn đang tìm cách rời khỏi quỹ đạo của tàu, Cuba chuyển mình, chỉ còn Việt Nam sẽ là một nước duy nhất thức tỉnh để canh phòng cho thế giới cộng sản. Trong những ngày gần đây thì Trung Cộng rầm rộ tổ chức 6 năm ngày thành lập thành phố Tam Sơn trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, một cách chính thức hóa cuộc xâm lăng trắng trợn, không một chút kín đáo để giữ đôi chút thể diện cho đàn em. Trong khi Việt Nam bám vào một ý thức hệ đã đưa đất nước vào bóng tối, Cuba là một hòn đảo bỏ túi đã can đảm cởi bỏ gông cùng của sự ngu dốt để tìm đường sống. Raul Castro vừa cho hay là sẽ đưa ra quốc hội một dự luật cấm việc xây cất tượng đài, lấy tên Fidel Castro đặt tên đường để tránh việc sùng bái cá nhân. Hiện tượng phổ thông ở những xã hội ấu trĩ. Raul nói Fidel đã nhắc đi nhắc lại là sau khi ông ta chết, tên tuổi, hình ảnh của ông sẽ không được sử dụng trong các cơ quan, đường phố, công viên. Cùng thời điểm đó thì ở Việt Nam người ta khánh thành một tượng đài Fidel Castro với số tiền là 500 triệu đồng ở Quảng Bình để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với đảng, chính phủ và nhân dân Cuba. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Lịch sử trải thẳng tiến. Vào thập niên năm 1930, trong huy hiệu hướng đạo Việt Nam dưới hoa bách hợp, không có phương châm sắp sẵn mà chỉ có hai chữ thẳng tiến. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm. Hội hướng đạo Việt Nam bị cấm chỉ hoạt động. Rất đông huynh trưởng và hướng đạo sinh đã từ giã đất nước thân yêu, bất chấp mọi nguy hiểm, vượt biên, vượt biển tìm tự do. Các sinh hoạt giúp ích đã đưa đến đơn vị hướng đạo Việt Nam đầu tiên, được thành hình từ những ngày đầu tiên của người di tản vào tháng 5 năm 1975 tại đảo Guam, trưởng Trương Trọng Trác. Từ đó liên tục việc thành hình tự phát của các đơn vị hướng đạo Việt Nam tại các trại tị nạn và các đệ tam quốc gia đã đưa đến hội nghị Costa Mesa năm 1983. Và sau hội nghị Costa Mesa năm 1983, trại họp bạn hướng đạo Việt Nam đầu tiên của người Việt Nam tị nạn đã được tổ chức tại Jamesville, Pháp Quốc vào mùa hè năm 1985, lấy tên là Thẳng Tiến. Trại trưởng là Nghiêm Văn Thạch. Vào năm 1988, trại Thẳng Tiến 2 được tổ chức tại Toronto, Canada Đại, trại trưởng Nguyễn Tấn Hồng. Trại Thẳng Tiến 3 được tổ chức vào năm 1990 tại San Jose, California, Hoa Kỳ, trại trưởng Lý Khánh Hồng. Trại Thẳng Tiến 4 được tổ chức vào năm 1993 tại Le Bray, Pháp Quốc, trại trưởng Vĩnh Đào. Trại Thẳng Tiến 5 được tổ chức vào năm 1995 tại Sydney, Úc Đại Lợi, trại trưởng Nguyễn Văn Thuất. Trại Thẳng Tiến 6 được tổ chức vào năm 1998 tại Reston, Virginia, Hoa Kỳ, trại trưởng Võ Thành Nhân. Trại Thẳng Tiến 7 được tổ chức vào năm 2002 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, trại trưởng Lương Hoàng Nam. Trại Thẳng Tiến 8 được tổ chức vào năm 2006 tại Riverside, California, Hoa Kỳ, trại trưởng Dương Tiến Đạt. Vào năm 2009, trại Thẳng Tiến 9 được tổ chức tại King City, California, Hoa Kỳ, trại trưởng Trần Anh Kiệt.
Trại Thẳng Tiến 10 được tổ chức vào năm 2014 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, trại trưởng Ngô Vinh Khoa. Vào năm 2018, Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 11 được tổ chức tại Virginia, Hoa Kỳ, trại trưởng Phạm Ngọc Quế Chi. Theo thống kê cho đến nay, có trên 11.500 trại sinh đã ghi danh tham dự Thẳng Tiến và có trên 2.300 trưởng, phụ huynh và các em đã tham gia việc tổ chức Thẳng Tiến. Trại Thẳng Tiến tuy tổ chức cho các đơn vị thuộc hướng đạo trung ương, nhưng lại có một thành phần trại sinh vô cùng phong phú, hơn tất cả những trại họp bạn hướng đạo trên thế giới và ngay cả tại Việt Nam trước năm 1975. Bên cạnh những bộ đồng phục khác nhau từ các quốc gia có người Việt định cư, trại sinh còn được nghe những ngôn ngữ khác nhau như Pháp, Đức và Anh ngữ. Trại Thẳng Tiến còn là nơi tụ điểm của sự hòa nhập hay hội nhập văn hóa Việt Nam và quốc gia chủ, tức là host country, là nơi tổ chức Thẳng Tiến. Do đó, duy trì bản sắc văn hóa còn là sứ mệnh của các trưởng trực tiếp tổ chức trại. Thử thách khó khăn nhất vẫn là duy trì được tiếng Việt để sinh hoạt chung với nhau giữa những hướng đạo sinh đến từ các quốc gia khác nhau như Pháp, Đức, Canada, Úc và Hoa Kỳ. Ngày văn hóa trại Thẳng Tiến không chỉ nhằm phô trương di sản của dòng Việt tộc mà còn thuần mục đích giáo dục cho các thành viên của phong trào. Qua các sinh hoạt giới quan sát có thể thấy được tấm lòng tha thiết của quý trưởng hướng đạo Việt Nam đối với công nghiệp của tổ tiên. Hầu hết các tiết mục văn nghệ lửa trại là những trang sử hào hùng thể hiện tình yêu quê hương của đất nước của những con dân đang sống đời tha hương. Thẳng Tiến là trại họp bạn duy nhất mà thành phần trại sinh bao gồm các ấu sinh cho đến quý lão niên như Trưởng Phúc, 91 tuổi, đã đến từ Toronto, Canada tham dự trại Thẳng Tiến 6 vào năm 1998. Trại không chỉ dành riêng cho hướng đạo sinh hay những trưởng đang sinh hoạt, mà còn cho cả những phụ huynh, quý thân hữu và cho những anh chị em đã từng tham gia phong trào trước năm 1975. Trại là nơi hội ngộ của các đạo thuộc Hội Hướng đạo Việt Nam trước năm 1975, hiện có đông thành viên đang sinh sống hay tạm cư tại các quốc gia. Trại Thẳng Tiến mang nặng ý nghĩa tình gia đình của những người hướng đạo Việt Nam. Do đó, chương trình trại không chỉ chu đáo cho các em mà còn chu toàn đối với quý trưởng, nay đã lớn tuổi mà vẫn còn tha thiết đến sinh hoạt của hướng đạo Việt Nam. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đôi khi sử dụng luật pháp để ngăn chặn các chính sách và biện pháp mà họ tin là thiếu thận trọng của Tổng thống Donald Trump. Cho đến nay thì có khá ít các dự luật được thông qua, mà hầu hết trong số đó là những dự luật khôn ngoan và có tác dụng. Tuy nhiên, họ nhận thấy là Tổng thống Donald Trump đang muốn rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Nam Hàn, rời bỏ NATO hoặc là giảm các lệnh trừng phạt lên Nga, mặc dù là nước này đã bắt đầu một cuộc chiến hạt nhân. Trong mỗi vấn đề, Quốc hội được lãnh đạo bởi Đảng Cộng Hòa đã tiên phong thực hiện các bước nhằm kiềm chế Tổng thống Donald Trump trước khi ông đưa ra quyết định. Một số dự luật được thông qua trong khi nhiều dự luật khác vẫn chưa được đưa ra tranh luận. Điều đó cho thấy là thành viên Quốc hội lo ngại là Tổng thống Donald Trump có thể gây hại đến lợi ích Hoa Kỳ. Jordan Thama nói là giáo sư Đại học American University School of International Service cho biết: "Tôi không thể tin là có một giai đoạn lịch sử mà trong đó một đảng kiểm soát cả hai nhánh chính phủ. Nhưng hai nhánh này đối chọi và mâu thuẫn lẫn nhau đối với các giá trị và nguyên tắc căn bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ." Một trong những nỗ lực của Quốc hội là ngăn chặn một hành động của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7, khi Thượng viện thông qua nghị quyết số SRS 584 để phản đối đề nghị của Vladimir Putin. Tổng thống Nga đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump cho phép Moscow thẩm vấn các viên chức Hoa Kỳ, bao gồm Michael McFaul, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nga. Tổng thống Donald Trump đã giải thích ngắn gọn đề nghị này tại Quốc hội trước khi các trợ lý của ông từ chối. Thượng viện đã phản đối đề nghị của Putin với tỷ lệ là 98-0.
Đó là một thông điệp lưỡng đảng mạnh mẽ. Những quyết định tương tự tại Capitol Hill cũng không thu hút được nhiều sự chú ý, kể cả một số dự thảo sắp trở thành luật chính thức. Ví dụ như là báo cáo HR 5515 là một phần trong đạo luật thẩm quyền quốc phòng, tức là NDAA, đã được Thượng viện thông qua vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Giới hạn số lượng quân đội đóng tại nước ngoài mà Tổng thống có thể rút về nước sẽ chỉ là một phần nhỏ trong khoảng 28.500 lính Mỹ đóng tại Nam Hàn. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Ngũ Giác Đài hồi tháng 5 đưa ra các biện pháp để giảm sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn. Và kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã muốn Nam Hàn phải chi trả toàn bộ chi phí hàng năm trị giá 800 triệu Mỹ Kim để duy trì lực lượng Hoa Kỳ ở nước này, thay vì chỉ chịu 50% ngân sách như hiện nay. NDAA bao gồm một điều khoản được soạn thảo bởi Ủy ban Quân vụ Hạ viện GOP sẽ ngăn chặn Ngũ Giác Đài rút quân xuống 22.000. Trừ trường hợp là Bộ trưởng Quốc phòng xác nhận rằng việc cắt giảm quân đội mạnh hơn để phục vụ cho lợi ích an ninh quốc gia Hoa Kỳ và các đồng minh như Nam Hàn và Nhật Bản. Báo cáo viết rằng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn rất là cần thiết đối với an ninh khu vực. Việc rút quân ra khỏi khu vực trên là điều không thể đem thương lượng với Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ có nghĩa vụ thực hiện các hiệp ước và cam kết ngăn chặn hạt nhân mở rộng trong khu vực. Báo cáo cũng yêu cầu là Ngũ Giác Đài phải cung cấp thông tin cho Quốc hội về các vũ khí hủy diệt hàng loạt và hỏa tiễn của Bắc Hàn, cập nhật cho nhà lập pháp biết về việc tiến hành bất kỳ thỏa thuận nào. Dự tính Tổng thống Donald Trump sẽ ký thông qua NDAA vào tháng này. Tòa Bạch Ốc tuyên bố là không có gì thay đổi hoặc là khó khăn về việc giới hạn cắt giảm quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn trong NDAA của Hạ viện. Qua trường hợp trên cho thấy là Đảng Cộng Hòa đang cố gắng kiềm chế Tổng thống Donald Trump thay vì trực tiếp ngăn chặn các quyết định của ông. Thama nói, đó là biện pháp mà họ dùng để đối phó với những loại dự thảo luật như thế này. Các thành viên Quốc hội cả hai đảng phái cũng đang lo ngại việc Tổng thống Donald Trump đang chỉ huy kho vũ khí hạt nhân. Đảng Dân Chủ thường mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích, trong khi Đảng Cộng Hòa thì âm thầm quan tâm. Những lo ngại về vấn đề hạt nhân gia tăng sau khi những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc tuyên chiến bằng sức mạnh hạt nhân. Trong một tweet hồi tháng Giêng thì ông đã gọi Kim Jong-un lãnh đạo Bắc Hàn nói rằng, tôi cũng có sức mạnh hạt nhân, nhưng lớn và mạnh hơn ông rất nhiều và nó đang hoạt động. Đảng Cộng Hòa vẫn chưa sẵn sàng thông qua dự thảo luật của Thượng nghị sĩ Edward Markey thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang Massachusetts và đại biểu Ted Lieu thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang California, yêu cầu ngăn cấm Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh tấn công bằng hạt nhân nếu Quốc hội chưa tuyên bố chiến tranh. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa đã thực hiện một bước nhất định. Một điều khoản trong báo cáo NDAA mới yêu cầu Ngũ Giác Đài kéo dài thời gian để Tổng thống xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc trả đũa. Nếu Hoa Kỳ phát hiện ra nước mình đang bị tấn công hạt nhân, Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng trả đũa trong vòng vài phút. Đó là một khoảng thời gian khá ngắn để có thể đưa ra một quyết định thiếu thận trọng. NDAA yêu cầu cần phải nghiên cứu các lợi ích và rủi ro tiềm ẩn khi tăng thời gian đưa ra quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống. Quyết định này được soạn thảo bởi Adam Smith của Washington và đảng viên dân chủ hàng đầu của Ủy ban Quân vụ Hạ viện đã được đưa ra vào bản thảo đầu tiên của dự luật do Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mark Tarbery đệ trình. Các nhà quan sát nói rằng vấn đề này đã được bàn thảo nhiều năm tại Quốc hội và ngày càng trở nên căng thẳng vì lãnh đạo của Tòa Bạch Ốc hiện nay. Bush Blair, cựu sĩ quan hỏa tiễn hạt nhân của không quân và hiện là chuyên gia phòng thủ tại Princeton cho biết, nghiên cứu này là các nỗ lực của Quốc hội nhằm xem xét các biện pháp tăng cường kiểm tra trước những lo ngại về tính bốc đồng của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump là nhân vật đầu tiên khiến cho vấn đề trở nên khẩn cấp và cần thiết hơn. Các đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều đang lo ngại Tổng thống Donald Trump sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO trong hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels vào tháng trước. Tổng thống Donald Trump đã công khai nói rằng ông có thể đơn phương rút quân ra khỏi NATO nếu các quốc gia thành viên không tăng chi tiêu quốc phòng. Ông cũng bày tỏ lo ngại
là tự hỏi tại sao Hoa Kỳ nên bảo vệ Montenegro, một quốc gia nhỏ bé từng là một phần của Nam Tư, đã gia nhập liên minh hồi đầu năm nay. Hiện thì các thành viên quốc hội cả hai đảng phái đang ủng hộ dự luật ngăn chặn tổng thống rút khỏi NATO mà không tham khảo ý kiến với quốc hội. Có khả năng xảy ra một cuộc đụng chạm lớn tại tòa án tối cao nếu Tổng thống Donald Trump cố gắng thực hiện các quyết định tồi tệ của ông. Không phải chỉ ở đảng viên GOP mới ủng hộ một nghị quyết như là SJ Res 62, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain của Arizona và Chủ tịch Tiểu ban Quan hệ Đối ngoại Châu Á-Thái Bình Dương Cory Gardner của Colorado đang được ủng hộ để trở thành lãnh đạo đảng Cộng Hòa, cũng ủng hộ các giải pháp tương tự. Nếu được thông qua thì luật này sẽ áp dụng cho mọi tổng thống. Trước đó, dự luật S-2313 được nghị sĩ Chris Van Hollen thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Maryland và Marco Rubio, Cộng Hòa của tiểu bang Florida đệ trình vào tháng Giêng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ GOP. Dự luật quy định sẽ tự động gia tăng thêm các lệnh trừng phạt đối với ngân hàng và các công ty năng lượng lớn nhất của Nga nếu phát hiện nước này tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử. Các nhà đồng tài trợ dự luật bao gồm Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Charlie Grassley của tiểu bang Iowa, Chủ tịch Tiểu bang Giám sát các hoạt động đối ngoại và viện trợ nước ngoài Lindsey Graham của South Carolina, Johnny Isakson của Georgia, Susan Collins của Maine, Ben Sasse của Nebraska. Mới đây hôm thứ Năm thì Lindsey Graham và Robert Menendez thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey cũng đã đệ trình một biện pháp trừng phạt mới được McCain và Gardner hậu thuẫn. Dự luật Graham-Menendez thể hiện một nỗ lực khác của GOP nhằm ngăn chặn các hành động khó lường của Tổng thống Donald Trump trong tương lai. Dự luật yêu cầu Quốc hội phê chuẩn trước khi Tổng thống Trump dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan tới nhân quyền đối với cá nhân Nga chiếu theo đạo luật Sergei Magnitsky 2012, một cái gai của Putin. Dự luật Graham-Menendez cũng được cản trở bởi quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.